Mình xin chào các bạn nha. Thì các bạn thấy đây, trên tay mình đang là chai nhớt Liqui Moly 10W40. Thì hôm nay mình sẽ đánh giá chai nhớt này sau hơn 1.500 cây số rồi đó các bạn. Đây ha. 1.450 cây. Coi như là 1.500 đi. Cái chip B này mình để đo km đi khi mình xài nhớt đó các bạn. Rồi bây giờ mình đi vào vấn đề luôn. Thì cái chai nhớt này á, chỉ số cao đó các bạn, ABI, SN và Yasuo MA2. Và đây chính là chai nhớt mà của Đức ha, made in Germany nè. Và chai nhớt này là nhớt tổng hợp toàn phần nha các bạn. Phía sau á, các bạn xem nè, đây là cái tem hai lớp nè. Đó. Và sau thời gian mình đi được 1.500 cây số, mình đánh giá chai nhớt này ổn, ok, êm thì có êm, mượt cũng có mượt, và nó tương đối là mát máy đó các bạn. Mình hôm rồi á là ở Sóc Trăng mình có cái kỳ đua ghe ngo, và trước cái ngày mà hôm sau đua phải không, thì tối hôm nay những bạn mà người dân tộc đó các bạn sẽ đổ xô ra đường ra thành phố Sóc Trăng mình đó các bạn, rất là đông. Thì hôm đó mình cũng có đi chơi, mình đi chủ yếu là mình thử nhớt này luôn đó các bạn. Mình đi một vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ với chai nhớt này, đi chậm thôi tại vì đông người lắm các bạn, mình phải đi từ từ kiểu như kẹt xe luôn á. Thì mình đánh giá chai nhớt này rất ổn, mà thực tế không phải chai nhớt này không, trước giờ mình đi nhiều dòng nhớt rồi thì mình thấy nhớt nào mình đi mình cũng cảm thấy nó ổn hết các bạn. Duy chỉ có dòng nhớt mà cái chai Nomad, chai Nomad đó các bạn, là mình đánh giá là tệ thôi ha, còn lại mình thấy đều ổn hết. Từ cái chai tổng hợp của Honda nè, rồi chai Wolver, cái chai Wolver mình thấy cũng ổn. Fuxiculin, tức là chai này nè các bạn, Fuxiculin ha, cũng ổn. Rồi chai Sado Racing thì nó là hàng đẳng cấp rồi, chai này. Rồi tới Nomad là mình chê nè, nó tệ ha. Rồi tới cái chai AHM Indo mà mới vừa rồi mình thay đó các bạn, cái chai đó chỉ có 195.000 thôi, rất rẻ, mình thấy cũng ổn. Và bây giờ là chai Liqui Moly này mình mua của bạn Nike, tức là các bạn này ở trong nhóm winner của mình đó các bạn, 240.000. Như vậy là nó rẻ hơn cả chai Fuxiculin này nữa. Chai Fux này kỳ đó mình mua là 1 lít cộng với 100ml lẻ là 308.000, trong khi chai này 1 lít cộng với 100ml lẻ là chỉ có 240.000 thôi. Bạn Nike trong nhóm mình bán, thì địa chỉ của bạn á, mình sẽ để trong phần mô tả cho các bạn những cái đường link luôn, để cho bạn nào quan tâm dòng nhớt này ha. Bây giờ mình vào đánh giá luôn. Mình xin đánh giá công tâm nha, không phải nhớt này mà của bạn mình bán mà mình sẽ khen ngợi nó đâu nha các bạn. Mình sẽ lấy cái sự công tâm nhất của mình ra mình đánh giá. Thì với 240.000 cho nhớt này mình thấy rất ổn luôn với giá tiền. Thậm chí là mình thấy mình đánh giá nó cao hơn chai Phúc này đó các bạn. Về độ bền nhớt thì mình chưa dám nói nhiều vì mình mới đi có 1.500 cây thôi, nhưng mà hiện tại mình thấy nó ổn hơn chai Fuxiculin đó các bạn. Nó êm, nó mượt và nó tương đối là mát máy ha. Với chai nhớt này các bạn nhìn kỹ nè, đó phía sau nè, 240.000 thôi, chỉ số rất cao nha các bạn, nhớt tổng hợp, full tổng hợp và Yasuo MA2 và ABI là SN là chỉ số cao nhất hiện giờ. Thì với giá tiền này, bạn nào muốn sử dụng thì mình nghĩ là rất ok. Đi phố, đi đường kẹt xe chút xíu, hoặc là đi đường dài. Mình thì hôm gà mình không có thời gian, mình đi những cái tour xa vài trăm cây số, mình chỉ đi gần thôi, khoảng 100 cây số trở lại đó các bạn. Thì nó không nói lên điều gì, nhưng mà khi trong quá trình mình đi á, khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ thì mình thấy nó bình thường, nó không có hiện tượng gì gọi là nóng quá hay là xuống nhớt hay gì đó, nó rất ổn luôn với chai Liqui Moly này. Và nếu mà để nói mà êm mượt á thì mình phải nói tới cái chai Sado Racing này. Và tại sao mình nói với chai này, tại vì một cái vấn đề mình đang nói ở đây chính là vấn đề hú số, mà không ra có rất nhiều bạn hỏi mình: anh ơi, xe anh hú số mấy? Xe em hú số 5, có người nói với mình là hú số 2, số 3,
xe mình á, bây giờ mình phát hiện ra một vấn đề rất có thể là do nhớt một phần nữa các bạn. Vừa rồi cũng có một bạn comment nói với mình luôn là đi nhớt 40 nó sẽ hú số hơn là đi nhớt 30. Thì vấn đề này mình không biết thế nào, tại vì mình đi quá nhiều dòng nhớt rồi, mình không có đi chuyên dòng nhớt nào hết, cho nên là mình cũng không biết thế nào luôn. Nhưng mà các bạn biết không, với chai Shadow này là mình đi thấy ít hú số nhất, thậm chí có thời điểm á, mình thấy hầu như là xe mình hết hú số luôn. Mình đã có làm video vấn đề mà hết hú số, nhưng mà khi mình trở lại với dòng nhớt khác thì nó lại hú số o o trở lại. Mà cái này thực sự là không biết là do hú số hay là nó như thế nào, nhưng mà vừa qua khỏi chai Shadow mình trở lại về những chai khác, cụ thể như là chai Nomad nè, chai AM Indo nè, và bây giờ là Liqui Moly này, thì cái chai này nó hú số nhiều nhất. Nó êm đó, nó mượt đó, nhưng mà khi các bạn đi vào số nó hú đều luôn các bạn, từ số 3, số 4, số 5 là nghe rất rõ ha, mình thấy nó hú nhiều. Qua số 6 á thì nó đỡ, còn cái số 1, số 2 á thì mình đi không nhiều, mình chỉ nhóng ga nhẹ rồi mình qua số rồi thì mình không thấy như nó hú, nhưng mà số 3, số 4, số 5 là hú nhiều đó các bạn ha, nó hú nhiều hơn những dòng nhớt khác, mà không biết là có phải là do trùng hợp hay không thôi. Thì trước khi á mình xài cái chai nhớt này đó các bạn, mình xài cái chai AM, tức là nhớt Honda nhưng mà của Indo á, nó là 10W30. Và mình xin nói thêm vấn đề này nữa, khi mà các bạn đang từ dòng nhớt này chuyển qua dòng nhớt khác, đặc biệt là thay đổi cấp nhớt luôn 30 hoặc 40 á, thì các bạn trong vòng vài cái trăm cây số đầu á đừng gọi đánh giá nha. Ví dụ như trước khi mình xài chai AHM á, mình xài chai khác đúng không, mình chuyển qua chai AHM thì mấy trăm cây số đầu á mình thấy nó cực kỳ tệ ha, máy nó xào hơn, nó có cảm giác như là nó hơi ì nhẹ, nhưng mà chỉ vài trăm cây số thôi nha các bạn. Các bạn đi lên chính xác luôn là khoảng chừng 1.000 cây đi, 800-900 đến 1.000 cây là mới thấy được bắt đầu cái nhớt nó hiệu quả. Cứ như là cái xe mình đó, nó chưa quen vậy đó các bạn, từ dòng nhớt này chuyển qua dòng nhớt khác cứ như là nó chưa quen ha. Rồi khi mình đi lên 1.000, 1.000 mấy bắt đầu mình mới thấy được là cái chai AHM này mình đánh giá chính xác rồi, nó chất lượng, nó ok chứ không phải là tệ đâu. Nó không quá xào máy đâu các bạn, nó xào một chút thôi, nó ồn hơn một chút thôi, nhưng mà đi nó vẫn mượt, vẫn êm, số cực kỳ ok, mình rất thích luôn nha, số cực kỳ ok luôn. Rồi bắt đầu khi mình thay ra, mình chuyển qua chai nhớt này cũng như vậy các bạn, mình á là mình tính bán vốn bạn mình luôn rồi ha. Chạy mấy trăm cây số đầu á nó cực kỳ tệ, nó cũng y chang như cảm giác như là cái chai AHM vậy đó các bạn, nhưng cũng nhờ mình đã có kinh nghiệm rồi mình mới không vội đánh giá, chứ lúc đó mình đã hấp tấp mình đánh giá thì có thể là mình đã đánh giá hoàn chai nhất này. Thì sau khi vài trăm cây số cũng tương tự như chai nhất kia vậy đó, khoảng 700-800 cây số thôi là bắt đầu nó ok, nó mới phát huy hết tác dụng của chai nhất này. Và bây giờ mình 1.500 cây số mình thấy cực kỳ ok đó các bạn. Nói chung là nó êm, nó không êm mượt như Shadow đâu nha, không thể nào êm mượt bằng chai này. Nhưng mà chấp nhận được, những bạn nào mà túi tiền không cao thì mua chai nhất này xài mình thấy là cực kỳ ổn, chỉ 240 ngàn thôi mà cái chỉ số nó rất cao nha, nó cao hơn chai AHM Indo rất là nhiều. Cái chai này nó là cao nhất rồi ha, Yaso MA2 ABI á, là SN là cái cấp độ nhất cao nhất, thậm chí là đánh giá nó cao hơn cái chai Fuchsia này nữa nè, cao hơn. Nếu được lựa chọn mình sẽ lựa chọn là chai Liqui Moly này chứ không phải là Fuchsia. Fuchsia á nó cũng êm, nó cũng trung tính đó các bạn, nó không quá mượt, không quá êm, nó vừa vừa thôi, nhưng mà chai này cái mức độ của nó cao hơn một chút, nó ổn hơn, nó êm hơn, mát hơn một chút. Và duy chỉ có chai Shadow này, cái lúc mà mình chuyển từ chai Fuchsia qua chai Shadow á thì các bạn biết không, vừa đổ vào thôi, ngay ngày hôm sau mình chạy là mình đã thấy cảm nhận được cái êm mượt của nó rồi. Cái chai Shadow này nè các bạn, êm ngay tức thì luôn, từ lúc nguội máy cho đến lúc đóng máy nó vẫn êm ha. Còn cái chai này mình đi hai người cảm giác nó êm hơn là một người, một người nó vẫn êm nha,
Còn chai Phúc này là các bạn đi một người là không thấy nó êm đâu. Chính vì lẽ đó cho nên mình thấy nó chê hơn, mình chê hơn cho chai này là vậy đó. Chai này đi một người á, các bạn thấy không, nó sẽ không có êm mượt lắm ha, và chạy nóng máy thì nó mới mượt hơn. Còn đi hai người thì nó ok, nó mượt mà lắm các bạn, đi hai người nha. Còn chai này các bạn đi một người vẫn ổn, nhưng mà đi hai người còn ổn hơn nữa, đi hai người nó mượt hơn nữa và chạy nóng máy nó mượt hơn nữa. Ví dụ như các bạn mình đi Cần Thơ thôi, 60 cây số bạn đi và khi mình quay về liền luôn á thì cái quận về chạy cực kỳ mượt, tức là càng nóng nó càng mượt. Mình chưa có chạy bộ lực, tức là chạy tới mức độ mà 400-500 cây số mà đi liên tục mà bào tua, gọi là đi tốc độ cao luôn, 101, 102, 103, 104, đi cứng ga, đi không nghỉ. Mình chưa đi tới mức độ đó cho nên là mình không biết chai nhất này nó có đáp ứng được hay không. Nhưng mà với mình á, một người đi bình thường cũng như là rất nhiều bạn khác đi bình thường thì chai nhất này nó ổn. Tại vì những người mà đi bạo lực đó các bạn không nhiều đâu. Mình nghĩ là ví dụ như 1.000 người đi, 1.000 người chạy xe đi phượt thì chỉ có một vài người là đi bạo lực thôi. Còn ngoài ra những người mà xem kênh mình nghĩ các bạn á thì cũng có lẽ là đi bình thường thôi, chứ không đi quá bạo lực. Đi mà có nghỉ á thì những dòng nhớt hổng dài mình sử dụng đều rất ok ha. Cái chai nhớt này số cũng ok lắm các bạn. Nói chung là xe mình bây giờ mình thấy đi nhớt nào số cũng mượt hết. Mình đã nhắc nhiều lần rồi, bạn nào muốn mượn cứ đến đây mình sẽ cho mượn chạy thử, cảm nhận được cái số của mình nó như thế nào. Rất mượt luôn, mà đi dòng nhớt nào mình cũng thấy mượt. Chỉ có duy nhất là cái chai nhớt Nomad là mình chê thôi. Hay tại lúc đó nó trùng hợp là cái số lúc đó của mình nó chưa được mượt lắm hay sao không biết. Nhưng mà vừa thay ra bầu ha, là mình thấy nó cái máy nó hỏng bật, nó ồn hơn, nó xào hơn và số không mượt, chạy rất bực bội. Chỉ chai Nomad thôi nha các bạn, chai nhớt Ả Rập đó các bạn. Và nhân đây mình bật mí luôn chai nhớt tiếp theo mình đang sử dụng. Đây là cái hộp nè, đóng gói cực kỳ ok. Các bạn nhìn nè, rất là kỹ luôn đó các bạn. Đây các bạn nhìn nè, đó dày ha, mà ở đây nó còn nè, những cái miếng này nó che nè. Và bây giờ mình mở ra luôn. Đây là 100ml lẻ nè các bạn, vì chai nhớt này nó chỉ có 1 lít thôi. Đây, top 1. Cái chữ này mình không biết đọc như thế nào, Evolution hay là sao ha. Đây, bạn nào gành thì có thể là dịch sang tiếng Việt cho mình cách đọc. 10W30 nha các bạn, Yasuo MA2. Cái chai nhớt này thì mình không thấy nó để cái phần SN ở đâu, để mình tìm thử xem. Nhưng mà có rất nhiều bạn nhờ mình đánh giá chai nhớt này, bảo là nó rất chất lượng, rất ok, top 1. Lâu rồi đó các bạn, những bạn này đã nhờ mình lâu rồi mà mình chưa có mua. Thì vừa rồi cũng có một bạn, thậm chí một bạn mà là nhiều bạn, anh ơi đánh giá chai nhớt mà mới của chai nhớt Catron đó các bạn, thế hệ mới, cũng là 10W30 mà thế hệ mới nhất, tổng hợp toàn phần luôn. Thì có nhiều bạn đánh giá chai nhớt này là rất ổn. Nhưng mà vừa rồi mình cũng có nhận được một ý kiến của một bạn đó, nói là chai nhớt Catron này không ổn. Các bạn thấy không, cũng là một chai nhớt thôi, người khen người chê. Ví dụ như là cái chai nhớt cao cấp nhất thì mình thấy mà có nhiều bạn nhắc tới, đó là chai Motul 300V. Thì bản thân chai nhớt này mình cũng có thấy người khen người chê đó các bạn. Rồi chai Sado này cũng vậy nè, mình thấy cũng có bạn khen bạn chê. Phúc Siculin cũng vậy. Rồi cái chai như là chai AHM Indo, nhất Honda đó các bạn, Honda Indo các bạn, cũng vậy, cũng người khen người chê. Rồi thậm chí là cái chai tổng hợp, chai màu đen của Honda Việt Nam á, 310.000 đó các bạn, cũng người khen người chê. Như vậy thì các bạn thấy là nhớt á, nó sinh ra để phục vụ cho một nhóm người nào thôi, chứ không phục vụ cho đại trà được. Vì á, 9 người thì 10 ý, có rất nhiều người sẽ có cách chạy khác nhau, có người chạy thế này, có người chạy thế kia. Thì các bạn thấy dòng nhớt nào phù hợp với mình á thì các bạn cứ mua chạy thôi. Mình thì mình đánh giá theo cảm quan của mình, đôi khi cái chạy của mình á nó không phù hợp với các bạn. Thì nhiều khi á các bạn hay hỏi mình, anh ơi bây giờ em rô đai xong rồi nên xài nhớt gì, thì thực sự là mình khó tư vấn các bạn lắm. Đôi khi á mình thấy như ví dụ như đối với mình hiện giờ là cái chai này ok nè, mình tư vấn các bạn đi. Nhưng mà sẽ có những bạn không thích, sẽ chê chai này á. Bây giờ ở dưới nè, comment các bạn cứ comment đi,
xem chai này như thế nào, có giống như mình nói hay không, nó êm, nó mượt, nó mát máy, nó cũng vừa vừa thôi, nó không quá êm, không quá mượt nha các bạn, nó không êm được mượt như là chai Sedo này đâu. Đó, các bạn cứ comment để mình, để mà mình cùng nhau mình trao đổi kinh nghiệm đó các bạn, comment ở dưới và comment lịch sự nha. Rồi sau khi mình thay chai này vô á, mình sẽ lại có video tiếp tục mình review. Còn cái chai mà Catron á, các bạn biết không, mình đã lục tung rất nhiều trang mạng nhưng mà mình mua không được, lý do người ta không có chiếc lẻ các bạn. Ở đó là người ta bán chai 810 lít nè với chai 1 lít, nhưng mà người ta không có chiếc lẻ cho mình, làm sao mình mua bây giờ? Mình không thể nào mua 2 3 chai về để mà xài dần, tại vì mình xài chai này xong là mình lại qua chai khác rồi. Còn những bạn nào mà xài cá nhân á thì mua luôn 2 3 chai rồi chiếc lẻ ra mình xài cũng được. Nhưng mà may mắn là có một bạn nói là sẽ mua cho mình, bạn ấy hứa, bạn ấy đang xài đó các bạn, xài cái chai mà Catron mới á. Khi nào bạn ấy mua nữa sẽ mua cho mình một chai, chai 1 lít mốt luôn, chiếc lẻ đó các bạn. Bạn ấy mua ở tại cửa hàng luôn á, cửa hàng nhớt khá là lớn. Thì khi nào mua được á, mình sẽ đổ vào để mình review đánh giá cho các bạn. Các bạn thông cảm cho mình nha, mình mua chưa được, tạm thời bây giờ mình sẽ xài cho nhớt này trước. Vì thực ra có rất nhiều bạn yêu cầu mình rất nhiều dòng nhớt mà mình chưa xài hết đâu các bạn. Bây giờ Liqui Moly mình xài rồi nè, còn cái top 1M10 mình vẫn chưa mua, chưa xài. Rồi top 1 Evolution là mình mua rồi nè ha. Rồi Saracen rồi nè, Amsoil Matrix, cái chai nhớt Amsoil này mình vẫn chưa xài luôn. Mình cũng nghe nhiều người đánh giá chai nhớt này nó cũng êm mát, nó giống như là Liqui Moly gì đó các bạn, mà mình chưa có mua xài được nè. Rồi Motul, chai Motul mà Hitech đó các bạn, cũng chưa xài. Rồi Lugem Rotec cũng chưa xài luôn đó. Rồi Totan Full 10W40 mình cũng chưa từng xài, nó nhiều quá mình không thể nào một lúc mà đánh giá một lúc được, cho nên là các bạn thông cảm chờ mình sẽ xài từ 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 từ. Mà các bạn biết không, một chiếc xe mà các bạn thay đổi nhớt liên tục á thì không tốt đâu nha. Mình khuyên các bạn luôn, nếu mà đã thích dòng nhớt nào rồi thì nên ưu ái xài nó hoài luôn đi, đừng có thay đổi nhiều quá không tốt. Cứ lên 40 rồi xuống 30 á, như vậy là mình nghĩ là không tốt cho cái máy đâu. Tại vì khi mà mình chạy hoài á với một loại nhớt á thì mình nghĩ là cái máy mình nó sẽ làm quen với dòng nhớt đó từ cái bộ ly hợp, tức là cái bộ nồi đó các bạn. Khi mà mình xài quen với cái cấp độ nhớt đó rồi á, nó sẽ mài mòn đều, nó cho cái mức độ làm việc tốt hơn là các bạn cứ thay đổi hoài. Còn mình là mình review cho nên mình cứ thay đổi hoài đó các bạn. Mình thì vẫn thích, mình nói cảm giác của mình luôn là mình thích xài nhớt 30 hơn là nhớt 40. Mặc dù chai nhớt này hiện giờ mình đang xài ổn nè, nhưng mà nó hơi hú số nha, mình nhắc luôn là nó hơi hú số chứ không phải không hú đâu. Chỉ có chai Sado là lại cho mình cảm thấy là không hú số thôi, nó mượt lắm các bạn. Chai Sado á rất mượt luôn mà nó không hú số, hú rất nhỏ. Còn chai này thì hú số nè, mấy chai kia cũng hú số, chỉ có Sado là không hú thôi. Rồi sau này mình sẽ thử xài chai này xem như thế nào. Mình công nhận là bạn này đánh đóng dấu rất là kỹ đó các bạn. Đây là nhất Trường Chinh, thì khi nào mà mình đổ vào á mình sẽ cho các bạn đường link để các bạn mua nhất Trường Chinh nữa các bạn. Đây là chai lẻ nè, đóng gói rất là kỹ ha, bột bọc nè, cứng khừ luôn, rất kỹ luôn, mút nè, rồi có tờ giấy nữa nè. Đây, đại lý nhất Trường Chinh nè các bạn. Thì khi mình vào trang này á thì mình thấy đánh giá rất là nhiều, các bạn rất là đánh giá rất là tốt đó các bạn. Còn về cái chai Liqui Moly này thì bạn mình bán, bạn ấy cũng có kinh doanh luôn những dòng nhớt như là Fuchs Silicon nè, rồi Sado nè, rồi Repsol Racing ha, và Liqui Moly này nữa cũng có luôn. Những bạn nào muốn thì cứ liên hệ với bạn ấy ha, mình sẽ để đường link ở trong phần mô tả. Còn bây giờ á thì mình sẽ dừng cái video đánh giá nhớt này ở đây, hơi dài rồi đó các bạn. Xin chào các bạn nha.